Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Học Bác mỗi ngày. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 3 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi các đồng chí Bắc Bộ, người nêu những khuyết điểm cần sửa chữa ngay như địa phương chủ nghĩa, óc bè phái, óc hẹp hòi, làm việc lối bàn giấy, vô kỷ luật, ích kỷ, hủ hóa và nhấn mạnh phải kiên quyết khắc phục những khuyết điểm vừa kể trên thì chúng ta mới chắc đi đến hoàn toàn thắng lợi. Trong thư gửi các đồng chí Bắc Bộ ngày 1 tháng 3 năm 1947, Bác nêu rõ, mỗi đồng chí và toàn cả đoàn thể phải đem tất cả tinh thần và lực lượng ra để đưa toàn dân quay về một hướng, nhằm một mục đích đánh đuổi thực dân Pháp, làm cho nước thống nhất và độc lập. Ở thời điểm năm 1947, Bác khẳng định, trong lúc này, tư tưởng và hành động của mỗi một đồng chí rất có quan hệ đến toàn quốc. Nếu một người sơ suất, một việc sơ suất là có thể hỏng việc to, sai một ly đi một dặm. Bác phê bình cách làm địa phương chủ nghĩa, chỉ chăm chú lợi ích của địa phương mình mà không nhìn đến lợi ích của toàn cục. Làm việc ở bộ phận nào chỉ biết bênh vực vun đắp cho bộ phận ấy. Bác thí dụ như muốn lấy tất cả cán bộ và vật liệu cho địa phương mình, không bằng lòng để cấp trên điều động cán bộ và vật liệu đến những nơi cần thiết. Người cũng phê bình óc bè phái, ai hầu với mình thì dù nói không đúng cũng nghe, tài không có cũng dùng. Ai không hầu với mình thì dù có tài cũng dìm họ xuống, họ phải mấy cũng không nghe. Bên cạnh đó là óc quân phiệt quan liêu, khi phụ trách ở một vùng nào thì như một ông vua con ở đấy, tha hồ hách dịch hạnh hoẹ. Đối với cấp trên thì xem thường, đối với cấp dưới cậy quyền lấn áp, đối với quần chúng ra vẻ quan cách làm cho quần chúng sợ hãi. Cái đầu óc ông tướng bà tướng ấy đã gây ra bao ác cảm, bao chia rẽ, làm cho cấp trên xa cấp dưới, đoàn thể xa nhân dân. Bác cũng chỉ ra những khuyết điểm khác như óc hẹp hòi, bệnh ham chuộng hình thức, lối làm việc bàn giấy, thói vô kỷ luật, ích kỷ hủ hóa. Một trong những đức tính cần có ở người cán bộ cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc nhở là không nên tự mãn, tự kiêu, tự ti, phải thường xuyên học hỏi, cầu tiến bộ. Làm việc phải có kỷ luật, kỷ cương. Những khuyết điểm của cán bộ đảng viên được Bác chỉ ra trong thư gửi các đồng chí Bắc Bộ cách đây hơn 70 năm như địa phương chủ nghĩa, óc bè phái, óc quân phiệt quan liêu, óc hẹp hòi, ham chuộng hình thức, làm việc lối bàn giấy, vô kỷ luật không nghiêm, ích kỷ hủ hóa, vẫn luôn là những bài học nóng hổi cho ngày hôm nay. Theo Bác, một cán bộ đảng viên hay nhân viên tốt trước hết phải là một công dân tốt. Nghĩa là trước hết mình phải thực hiện tốt trách nhiệm của mình, phải được nhân dân, được mọi người ủng hộ, giúp đỡ mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trọng trách đang giữ. Sự nghiệp đổi mới đất nước đã và đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam. Kế thừa truyền thống đạo đức tốt đẹp của ông cha, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những biện pháp quan trọng để khắc phục sự suy thoái về đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên hiện nay. Mỗi cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ đảng viên lãnh đạo, quản lý, phải biết khiêm tốn cầu thị, cầu tiến bộ, ham học hỏi, không tự tôn tự đại, tự ti, kiêu ngạo, không giấu dốt. Ngoài kinh nghiệm của mình, người lãnh đạo còn phải dùng kinh nghiệm của đảng viên, của dân chúng để thêm cho kinh nghiệm của mình, như lời Bác đã dạy. Thưa quý vị và các bạn, lá thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các đồng chí Bắc Bộ vào ngày 1 tháng 3 năm 1947, ngắn gọn, lời lẽ mộc mạc, giản dị và chân thành. Đọc lại thư Bác, mỗi chúng ta đều thấy những vấn đề Bác chỉ dạy cán bộ đảng viên hơn 70 năm về trước vẫn luôn là bài học thực tiễn nóng hổi. Chuyên mục của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.